Sáng ngày 21 tháng 6, tại hội trường quận ủy đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ quận ủy Kiến nan Tới sự có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, cùng sự có các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức Thành ủy, Ban dân vận Thành ủy, Sở Tài chính. Về phía quận có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận. Theo quyết định số 246 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Kiến An thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Quận ủy, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Quận ủy, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Kiến An nhiệm kỳ 2020-2025 và điều động bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Theo quyết định số 247, Ban Thường vụ Thành ủy điều động và chỉ định đồng chí Lê Toàn Khánh, trưởng phòng quản lý ngân sách, tin học, thống kê, sở tài chính tham gia ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ quận ủy và giữ chức vụ phó bí thư quận ủy Kiến An nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Toàn Khánh, đồng thời khẳng định việc bố trí đồng chí Lê Toàn Khánh là bước đầu tiên thực hiện chủ trương đưa cán bộ trẻ về cơ sở của Ban Thường vụ Thành ủy. Vì vậy, đồng chí phó bí thư thường trực thành ủy mong tập thể lãnh đạo quận ủy kiến an tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để đồng chí lê toàn khánh sớm tiếp cận địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng chí phó bí thư thường trực thành ủy cũng mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí lê toàn khánh tiếp tục trao dồi thêm kiến thức về công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền vận động quần chúng nhân dân phát huy thế mạnh của cán bộ trẻ phối hợp cùng tập thể thường trực quận ủy xây dựng tập thể đoàn kết tham mưu đề xuất thành phố đưa quận kiến an phát triển mạnh mẽ hơn nữa